Hello, xin chào các bạn. Mình đã có rất nhiều chai nước hoa ở đây và có một cái điều mình phải công nhận với các bạn rằng với những người mới hay là những người tư vấn nước hoa ấy, thì cái việc mà giúp các bạn lựa chọn được một cái mùi hương vào mùa hè ở cái khí hậu Việt Nam nó rất khó. Mùa đông thì chúng ta có thể dễ hơn, tại vì với mùa đông thì chúng ta có thể chọn những cái tông mùi cay nồng nàn đến từ những cái nhóm hương tiêu như là con Spy Bomb này, hay là những cái tông mùi da thuộc đến từ Varano Minten, hay là những cái tông mùi ngọt đến từ Sorriso của Parfum Roma, hay là FJ540, hay là kể cả những cái tông mùi gỗ. Đó đều là những cái lựa chọn mà chúng ta có thể dễ dàng mua vào mùa đông, sử dụng rất là tốt. Nhưng mà với thời điểm mùa hè thì những chai hoa đấy gần như là chúng ta không thể nào sử dụng được. Nhưng có một cái thời điểm nữa mà mình thấy rằng mọi người cũng không để ý, đó là cái thời điểm giao mùa giữa mùa đông sang xuân và giữa mùa hè sang mùa thu và từ mùa thu sang mùa đông. Đó là cái thời điểm rất đẹp để chúng ta xịt nước hoa. Thời tiết nó loanh quanh tầm 20 cho đến 25 độ. Thì đôi khi với những người chơi như mình thì thời tiết đó là thời tiết mà bọn mình sẽ show ra những cái mùi hương mà bọn mình gọi là signature scent đặc biệt không đụng hàng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một trong những chai nước hoa mà mình xịt trong mấy ngày Tết vừa qua. Đặc biệt là nếu như bạn nào ở Hà Nội thì các bạn biết rằng là trong cái thời điểm Tết vừa rồi ấy, thì Hà Nội nắng nhưng mà vẫn se lạnh. Và vừa rồi thì mình xịt rất nhiều chai nước hoa này. Đó chính là Verse của Kimino Element. Một trong những chai nước hoa mà mình được khen rất nhiều vào những ngày Tết. Và đặc biệt là độ bán tỏa nó thì quá ok, mùi còn đặc biệt nữa. Còn cụ thể là sao thì bắt đầu nhá. Về phần thiết kế của em này thì các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái thiết kế khá là đơn giản. Nếu như mà nói về sự đặc biệt ý, thì có lẽ là mỗi cái phần tem thôi, họ lại dán ở cái phần bo góc chứ họ không dán ở phần giữa thân chai. Thì chia sẻ một xíu về cái nhà nước hoa Kimino Element này. Nó là một nhà nước hoa indie đến từ Úc do một anh chàng thanh niên rất là đam mê về mùi hương, thì anh có làm ra bộ sản phẩm này. Và mình có chia sẻ thêm cho các bạn một điều này, đó là sau khi mình thử một vài con của nhà Kimino Element qua cái việc là làm việc với Daily Scent, thì Daily Scent là một bên phân phối những cái sản phẩm của Kimino Element, thì có một vài người bạn của mình cũng có hỏi mua, thì sau đó mình có giới thiệu sang bên đó, thì cái anh Hiếu ở bên Daily Scent anh có nói với mình rằng là em ơi, bây giờ chủ nó đang đi du lịch rồi, nó bán xong lô hàng nó nhiều tiền quá, nó đi du lịch nên nó bảo là bao giờ đi du lịch về thì nó mới bắt đầu làm tiếp. Thì chúng ta thường nghe tới những cái sản phẩm nước hoa thì thường là người ta có một cái nhà máy gia công xong rồi dây chuyền tự động hết. Nhưng mà với những cái sản phẩm indie như này, với những người thực sự yêu hương, thì những cái sản phẩm họ làm ra họ không đảm bảo được rằng là nó có một cái nguồn hàng ổn định, mà đôi khi nó còn phụ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu, rồi cái việc mà chai lọ đóng gói và rất nhiều những cái yếu tố khác. Thì đây là một cái khá đặc biệt từ những nhà indie, nó cũng tạo cái sự khan hiếm hơn so với những cái sản phẩm designer như là của Dior, như của Chanel, hay là của những cái sản phẩm như là Versace. Thì đó là cái sự chia sẻ vui của mình về những cái sản phẩm indie, và sau này mình sẽ cố gắng giới thiệu thêm nhiều hơn. Nhà nước hoa này thì có vài con nữa mà các bạn có thể thử, như là Tobacco Jam thì đã review rồi, hay là những sản phẩm như CFD là một cái mùi nhài ướp ô liu, rồi những cái sản phẩm như là Neon, đó là mùi kiểu nước cam đổ lên da vậy, kiểu dính ở trên da, ngọt nhẹ, rất là dễ chịu. Và một vài con nữa của nhà này mình thấy cũng khá ok, các bạn có thể tham khảo xem là những cái nốt hương nào mà các bạn yêu thích, và có thể follow tôi qua kênh TikTok và đặt câu hỏi vào đó về cái nhà này thì tôi sẽ trả lời cho các bạn chi tiết và cụ thể hơn. Còn những cái video làm chi tiết như thế này thì nó không thể nào liên tục ở trên nền tảng YouTube được. Đó. Và cái phần mình thích nữa đó là cái phần nắp gỗ của cái nhà Kimino Element. Đó là nắp gỗ làm vân trông cũng khá là xịn sò. Có mãi tầm 3-5 con thì bày ở trên kệ khá đẹp. Nhà mình có 3 con, đó là Tobacco Jam, Vớt và Anther. Và tôi sẽ xịt cái mùi hương này lên cái khăn này để tôi đắp. Vì trời Hà Nội đang khá lạnh. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra nhá, thì các bạn chỉ cần ngửi, các bạn nhận thấy là hai cái nét cực kỳ rõ rệt. Đầu tiên đó là một cái nét chua chua đến từ những cái quả dâu xanh. Chính xác là như vậy luôn. Các bạn ăn cái quả dâu xanh như nào thì các bạn có thể dễ dàng hình dung về cái top nốt của em này.
một quả dâu xanh có nét chua nhưng mà nó có sự giòn sật sật, xanh cứ vỏ ấy, cắn nó cứ rung rốp ấy. Đó. Cái thứ hai đó là để cho cái mùi hương có phần tươi tắn và khỏe hơn thì nó có một cái nét trợ nữa, đó là đến từ, mình nghĩ là một chút kiểu chắc là cái nét juicy đến từ cà chua, kiểu cà chua bi. Ông nào mà hay cái thói quen ăn cà chua bi đi siêu thị mua ấy, thì cà chua bi nó rất là mọng nước, các bạn cắn nó vỡ ở trong miệng, và cái nét ngọt của cà chua bi ở trong này thì nó làm mình có cảm giác cái nét chua nó được kìm hãm hơn và cân bằng hơn. Và thêm một cái điều nữa đó là nếu như bạn ngửi qua vài sản phẩm của Criminal Element thì các bạn sẽ nhận thấy một cái điều rằng nhà này nó là chủ đạo, nó là khói và một chút thuốc lá. Thì ở em này, mùi hương nó sẽ quẩn quanh một làn khói nhẹ. Nó như kiểu là các bạn đang đi vào một cái cánh rừng và buổi sáng nó có một cái làn sương, và ở giữa cánh rừng đấy thì họ đang trồng những cái hàng dâu xanh ngắt. Các bạn dẫm lên một, có một chút đất xanh xanh rồi các bạn cầm quả dâu lên các bạn cắn thì quả dâu nó vẫn còn xanh và nó rất là mọng nước, được tưới và trồng chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Về sau về cái mùi hương này ở trên da mình trong khoảng tầm 2 tiếng thì mọi thứ nó trở nên cân bằng hơn và cái nét khói nó cũng sẽ dịu xuống. Một cái duy nhất mà mình thấy rằng ở vớt làm cho mình thích và nó cũng là cái nét xuyên suốt của mùi hương này, đó chính là cái việc mà cái cảm giác làm rồm rộp sật sật kiểu giòn giòn của dâu nó xuyên suốt từ đầu đến cuối, từ top nốt cho đến về sau. Thì mùi hương này về sau thì nó không có cái nét xanh quá nhiều nữa, mà các bạn nhận thấy là cái nét ngọt đến từ cà chua juicy nhưng mà nó rất là mát mẻ và dễ chịu, nó sẽ lấn át và làm chủ đạo của cái mùi hương này. Nó tạo nên mình làm mình nhớ tới cái cảm giác những cái cốc dâu dầm ở trên Đà Lạt ấy, y hệt như vậy, chỉ là những cái quả dâu ở đây nó chín nhiều hơn thôi. Đó, thì các bạn chỉ cần hình dung đây là một cái trải nghiệm về một cái quả dâu từ lúc xanh các bạn hái ngay từ ở dưới vườn và các bạn để cho nó chín và các bạn ăn, thì quả dâu này nó không bị quá là ngọt đậm, nó không bị ngẫu như là những cái quả dâu mà các bạn mua những cái hộp ở để ở phần dưới của cái đáy hộp ấy. Thường lúc thấy là mua dâu ấy, cũng trước đó có mua dâu thì ở trên ăn rất là ngon, rất là ngọt chín vừa đủ, nhưng mà ở dưới thì bắt đầu những là quả nậu chín. Thì cái mùi hương này nó là những cái quả dâu được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, và mình chắc chắn rằng trong số nước hoa ở đây mình có không có một mùi nào đụng hàng với cái Convert của Criminal Element. Dù có rất nhiều mùi dâu, và nước dâu cũng không phải là một cái hơi hướng làm mạnh ở trong nước hoa, nhưng riêng con Criminal Vert này nó làm cái gì đó cực kỳ khác biệt. Và ngoài một cái yếu tố đó là mùi hương rất đặc biệt ra thì Vert của Criminal Element cũng là một trong chai nước hoa mà mình cảm thấy rằng nó mang một cái nét xanh tươi rất là dễ chịu cho những ngày trời không quá là nắng nóng, và nó vẫn có một chút se lạnh thì mình vẫn có thể xài được, và nó là một trong những con phù hợp để làm signature scent vì độ bán tỏa của em nó rất rất tốt. Mùi hương này ấy, mình nói thật với các bạn là nếu mà để xịt ở trên da ấy, nó lưu được khoảng tầm 7 đến 8 giờ với một cái mùi xanh nhá, xanh fruity. Cái thứ hai là độ tỏa hương của nó, gần như rằng các bạn chỉ cần xịt ở tay thôi, các bạn không cần phải đưa lên người làm cái đếch gì cả, các bạn chỉ cần cử động nhẹ mùi hương vẫn có thể tỏa ra đến mũi các bạn. Vì thế với cái độ tỏa của em nó thì mình nghĩ là khoảng tầm nửa cánh tay như thế này, hơn nửa cánh tay, tầm một cánh tay quay trở lại. Đó là mình có những ngày mình mặc những cái áo phao rất là dày mà mình chỉ cần cử động nhẹ thôi là mình có thể ngửi thấy mùi hương đó. Ông nào mà có thói quen là đeo khăn nữa thì các ông cần xịt mùi hương này lên da thôi, tôi đảm bảo rằng các ông sẽ cực kỳ gây ấn tượng với những người xung quanh. Đặc biệt là nếu như ông mà có người yêu mà hay quên khăn ấy thì các ông cần đưa cái khăn đấy đi, chắc là cô ấy sẽ kiểu ui mùi của anh đỉnh vãi. Mình tin chắc một điều rằng các bạn xịt cái mùi hương này đi ra ngoài kia nhá, không, gần như không một ai trùng với các bạn cả. Vì mùi hương này nó rất đặc biệt luôn ấy. Với cái thời tiết mà kiểu nắng nhưng mà vẫn se se lạnh, gió gió, thì con này là một trong những con kiểu đỉnh của chóp luôn. Tôi, các bạn biết rồi đấy, tôi ít khi khen, nhưng mà thực sự thì mùi hương của nó làm signature scent vào cái thời điểm này quá hợp lý luôn. Thử nghĩ xem, các bạn đi du xuân, các bạn nếu như các bạn xịt những cái mùi nó quá ngọt thì
thì cái việc hoạt động ngoài trời nắng như thế này nó sẽ làm cho mùi hương quả tốt và đôi khi làm cho bạn mệt mỏi hơn, chả có sức mà đi thêm hay là leo trèo chùa chiền gì cả. Nhưng mà nếu như chúng ta xịt những cái mùi nó quá yếu thì cái thời tiết nắng nóng như này nó cũng sẽ làm cho cái mùi hương chết yểu, làm cho nó bay màu nhanh hơn. Nhưng mà với cái thời tiết này nó lại là một cái thời tiết rất hợp để ăn dâu. Các ông hiểu ý tôi chứ? Còn về cái phong cách thì nói thật là chả có một cái phong cách nào cả. Đơn giản rằng đây là một cái mùi signature scent các bạn xài để không đụng hà. Còn với mình thì 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi các bạn hoàn toàn có thể mặc được em nó. Cũng không cần thiết là phải sartorial, phải lịch sự như nào. Đơn giản kể cả một chiếc áo như thế này các bạn đi chơi, hoặc là một chiếc quần jean, quần âu, nó đều có thể xịt được. Và cái mùi hương này nó cũng khá là unisex. Nếu như là bạn nữ thì mình nghĩ là không dành cho bánh bèo thôi. Còn đơn giản là các bạn là năng động và trẻ trung, tìm một cái mùi hương không đụng hà thì chắc chắn nên thử qua Verse của Kimino Element. Và vừa rồi đó là cái quay nhanh của tôi về em nó, một trong những cái mùi hương mà tôi được khen rất nhiều vào những ngày mùng Tết, mùng 2, mùng 3, mùng 4 tôi xịt liên tục, không ngày nào nghỉ. Hôm nay thì là mùng 8 rồi, thì hôm nay tôi xịt Chasing Sand. Còn ngoài ra thì tôi vẫn follow Kerosene các kiểu. Nhưng đây là mùi tôi nhận được lời khen rất là nhiều nên là tôi muốn chia sẻ ngay đến các bạn. Và nếu như các bạn đã từng xài qua em nó thì đừng ngại ngần việc bình luận ở phía dưới. Và đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.